kỳ tích từ một người nô lệ trở thành linh mục và có thể được Đức Giáo Hoàng tuyên phong thánh. Cảm ơn cộng đoàn đã đến với kênh Thành Long Vlog, chủ đề chia sẻ là tin tức công giáo, hành trình đức tin, phúc âm. Chúc cộng đoàn bình an trong Chúa. Amen. Con xin chào cộng đoàn. Kính thưa cộng đoàn, trong video này thì con sẽ chia sẻ cho cộng đoàn một câu chuyện rất tuyệt vời về cuộc sống đạo đức và tấm gương của một bậc đáng kính chuẩn bị được Đức Giáo Hoàng phong thánh. Bây giờ con xin phép đọc lại cho cộng đoàn chúng ta cùng biết về cuộc đời của Ngài. Hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật tin công giáo cộng đoàn nhé. Thưa cộng đoàn, vào tháng 6 năm 2019 thì Đức Thánh Cha Francisco đã có một bước tiến rất quan trọng trong tiến trình phong chân phước của vị linh mục da đen đầu tiên của nước Mỹ. Vị mục tử của giáo xứ công giáo người Mỹ gốc Phi đầu tiên tên là Augustus Tolstoy được tuyên bố là bậc đáng kính. Bây giờ tất cả những gì còn lại là làm để phong chân phước cho Ngài, nhưng cần một phép lạ thông qua sự can thiệp của Ngài. Vâng thưa cộng đoàn, Ngài là một linh mục da đen đầu tiên được công nhận như vậy ở Hoa Kỳ và là người được chịu nhiều định kiến phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử. Cha Darren Zeller ở giáo phận Springfield, Illinois, Ngài đã nói: "Chúng tôi thấy ở cha Tôn Tôi rằng Ngài bất chấp mọi thứ. Ngài là một người rất điềm tĩnh, rất kiên nhẫn, tuyệt vời. Và tôi nghĩ rằng trên hết chúng ta không bao giờ thấy Ngài không bao giờ đả kích công khai chống lại bất cứ ai nói những điều khủng khiếp và đau đớn về Ngài. Và tôi nghĩ đó là một nhân chứng cho sự đau khổ lâu dài của Ngài, bằng chứng khát khao của Ngài để kết hiệp với những đau khổ của mình, với những đau khổ của Đức Kitô. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao chúng ta nên xem xét phong thánh cho Ngài, một vị thánh của ngày hôm nay." Thưa cộng đoàn, năm 8 tuổi thì Ngài đã phải chạy trốn khỏi cảnh nô lệ. Vị linh mục tương lai làm việc cho một đồn điền thuốc ná cho đến khi 10 tuổi. Họ đã không nhận Ngài vào bất cứ chủng viện nào vì Ngài là một người da đen. Và vì lý do này, vị giám mục của Ngài đã gửi Ngài đến chủng viện ở Roma. Và cha Darren Jenner, Ngài nói thêm: "Dự kiến Ngài sẽ được nhận bài để sai đến châu Phi với tư cách là một linh mục truyền giáo. Tuy nhiên, đêm trước khi Ngài được phong chức, Đức Hồng Y Simino đã gửi Ngài trở lại Illinois Quincy để trở thành linh mục ở đó. Và Ngài nói rằng nếu nước Mỹ chưa thấy một linh mục da đen nào thì ngay bây giờ phải nhìn thấy một người da đen là linh mục." Và thưa cộng đoàn, Ngài đã trở về Hoa Kỳ với tư cách là một linh mục và được giao phó với giáo xứ người Mỹ gốc Phi đầu tiên ở nước này. Ngài được biết đến như một vị linh mục giáo xứ của người công giáo da đen ở Chicago. Và cha Darren, Ngài chia sẻ thêm: "Ngài sẽ là người Mỹ gốc Phi đầu tiên, linh mục da đen đầu tiên của Hoa Kỳ được tuyên thánh. Đây sẽ là một khía cạnh khác rất lớn lao. Tôi nghĩ rằng rất nhiều phương tiện truyền thông và rất nhiều người muốn quan trọng hóa vấn đề chủng tộc của Ngài là một sự vĩ đại cho sự nghiệp của Ngài. Tuy nhiên, tôi không nghĩ đó là một vấn đề. Sự vĩ đại ở sự nghiệp của Ngài được tìm thấy trong lòng khoan dung của Ngài. Nó được tìm thấy trong niềm vui của Ngài. Nó được tìm thấy trong sự nhiệt thành của Ngài. Nó được tìm thấy trong sự đau khổ kéo dài của Ngài. Điều này tất nhiên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chủng tộc của Ngài và tất nhiên cách mà những người khác đối xử với Ngài. Tuy nhiên, đó là sự thánh thiện mà chúng ta tìm kiếm nhiều hơn ở màu da của Ngài." Và thưa cộng đoàn, án kiện và phong chân phước cho cha Augustus Tolstoy đã được mở vào năm 2010. Tổng giáo phận Illinois đang thúc đẩy cuộc đời của Ngài và một cuộc hành hương đến ngôi mộ của Ngài. Và điều này là để xây dựng sự cống hiến nhiều hơn đối với Ngài trong cộng đồng công giáo nơi đây. Vâng, nếu như một phép lạ thông qua sự can thiệp của Ngài được chứng minh trong thời gian tới, thì vị linh mục da đen đầu tiên ở Hoa Kỳ cũng có thể trở thành một trong những vị thánh tiên khởi da đen đầu tiên ở đất nước này. Vâng thưa cộng đoàn, nguồn này tác giả Joseph Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn. Qua trên chúng ta có thể thấy một câu chuyện rất tuyệt vời về cuộc đời của Ngài, đúng không ạ? Một vị linh mục da đen đã có công rất lớn đối với cộng đồng công giáo gốc Phi ở nước Mỹ. Và Ngài cũng là người bảo vệ trước những bất công phân biệt đối xử chủng tộc ở nơi đây. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho giáo hội công giáo của chúng con một vị thánh người da đen. Và xin Thiên Chúa ban bình an tới chúng con. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì có thể ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những video,
những tin tức hay nhất về Đạo Công Giáo, cũng như là truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video mới phục vụ cộng đoàn. Con xin chân thành cảm ơn.